Cả nhà hôm nay mình chia sẻ món thịt kho quẹt nha. Và chỉ về mình xúc lát mỏng rồi mình bỏ lên bếp mình chiên cho nó ra bớt mỡ nha cả nhà. Mình chiên khi nào mà thịt nó cháy xém vàng như thế này luôn nha cả nhà. Mình ta thì khi nó hơi xém vàng thế này thì mình cắt bớt mỡ ra nha. Thế này thì mình cho ít vào đây một chút xíu hành tỏi nha, phi lên cho nó thơm. Món này mà ăn cơm thì rất là ngon trong những ngày mưa. Mùa Covid này là y bà luôn nha cả nhà. Cho vào đây một chút bột ngọt. Một chút đường. Và nước mắm nha cả nhà. Nếm gia vị theo khẩu vị của mình nha. Và cho ít tiêu vào. Cho thêm mấy quả ớt. Mình kho nhỏ lửa lại cho thịt nó quẹo lại nha cả nhà. Thấm đều gia vị. Thế là mình đã có một món thịt kho tiêu quẹo. Ăn với cơm rất là ngon.